Xin kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, nhắc đến Toyota thì chúng ta cũng đã biết nó đi sâu vào lòng người Việt Nam mình từ rất lâu rồi. Nó mang nó đi kèm theo những cái từ ví dụ như Toyota thần thánh. Nhắc đến máy móc thì nó được ví như với nồi đồng cối đá. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi sẽ lại giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm của Toyota. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios bản G. Chiếc xe được sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân và một chủ từ đầu từ năm 2014 ạ. Sau 6 năm sử dụng thì chiếc xe Toyota Vios G này đã chạy được hơn 5 vạn km rồi ạ. Nhắc đến hơn 5 vạn km rồi thì nhiều quý vị và các bạn chưa chắc đã tin ạ. Bởi những chiếc xe Toyota Vios thì chạy rất là nhiều ạ. Vâng, đúng vậy ạ. Những chiếc xe Toyota Vios chạy nhiều thì ở những cái phiên bản E ạ. Ví dụ như cái phiên bản E số sàn hoặc E số tự động thì rất nhiều người đã mua chiếc xe này về chạy dịch vụ, chạy Grab. Nhưng ở cái phiên bản G là cái phiên bản cao cấp nhất của Vios thì lại ít người chạy dịch vụ hơn, tại vì nó đắt hơn rất là nhiều so với những cái bản kia. Bản G thì nó đã được trang bị full option, ví dụ như là nội thất ghế da cao cấp này, đèn bi xenon đấy ạ. Đây, thưa với quý vị và các bạn, cho nên là nó giá thành nó cao hơn những cái bản E, cho nên là rất ít người mua về để sử dụng vào cái việc chạy dịch vụ ạ. Chiếc xe này chạy gia đình cho nên là chạy rất ít, sau 6 năm sử dụng mỗi năm chạy chưa đến 1 vạn km. Cụ thể là mới chạy được 5 vạn 6 km thôi. Tất cả còn nguyên bản, chúng tôi cam kết chiếc xe này còn nguyên bản, không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản và không chạy dịch vụ ạ. Tất cả còn nguyên bản và còn rất mới ạ. Thì hôm nay thì tôi sẽ quay chi tiết và giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe Toyota Vios G 2014 này ạ. Đây ạ, cái đèn hậu của nó thì quý vị các bạn xem thì cũng biết ạ, tất cả còn rất là mới ạ, chưa có nứt vỡ gì cả. Về phần sơn zin xe thì còn rất là nhiều ạ, chưa có xước xát gì mấy đâu, tất cả còn rất là nguyên bản, còn đẹp ạ. Đấy, tại sao chiếc xe này nó còn đẹp như vậy? Vì chiếc xe này không chạy dịch vụ, xe gia đình sử dụng và chủ xe đi rất là giữ gìn, cẩn thận, cho nên là nó còn rất là đẹp, rất là mới ạ. Toàn bộ cái tay nắm của nó đây, quý vị các bạn xem, chủ xe cũng đã ốp chống xước rồi, đã ốp chrome chống xước. Chủ xe rất là cẩn thận. Xi nhan được tích hợp trên gương chiếu hậu và gương gập điện. Nhìn về tổng thể, về phần bên ngoài thì quý vị các bạn đã biết được đấy ạ. Tất cả còn rất là đẹp vì nó chưa có bị đâm đụng hay chưa tai nạn gì cả, cho nên nó còn rất mới, rất là đẹp ạ. Nước sơn nguyên bản còn rất là nhiều. Bề mặt sơn rất là phẳng, rất là căng, chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả, cho nên là nó còn rất là đẹp ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 405 triệu đồng thôi, cho nên là quý vị và các bạn nào muốn sở hữu chiếc này, xe này thì nhanh tay ạ. Đây là cái dàn lốp của xe, dàn lốp, toàn bộ dàn lốp của xe còn rất là dày ạ. Cho nên là quý vị và các bạn nào muốn mua chiếc xe này thì chỉ việc đổ xăng và chạy thôi, không phải làm cái gì đâu. Tất cả về cái phần nội thất của xe cũng còn rất là mới ạ. Xe thì là bản G cho nên được trang bị option là cao nhất trong các bản Toyota Vios rồi ạ. Trang bị nội thất da, vô lăng cũng được khâu da và tích hợp các phím điều khiển. Đây, thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe lăn bánh được cụ thể là 5 vạn 6 km rồi. Tôi bật lên cho quý vị và các bạn xem ạ. Cái đồng hồ này, đây, phải bấm chít thì nó mới về được cái ơ đo của xe. Đây, chính xác là chiếc xe đã lăn bánh được 5 vạn 6 km rồi. Và chiếc xe đã được trang bị màn hình đầu DVD, màn hình tích hợp camera lùi rồi. Điều hòa tự động, ở bản G này mới có điều hòa tự động thôi, chứ bản E thì vẫn là điều hòa cơ thôi. Vô lăng thì khâu da, tích hợp các phím điều khiển. Cụm gương chiếu hậu là gập điện và chỉnh điện rồi đấy ạ. Nội thất trang bị là ghế da cao cấp rồi ạ. Ở cái phiên bản 2014 này thì nội thất vẫn là nội thất màu đen. Và thưa với quý vị và các bạn, đây là tem của nhà sản xuất đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất và lắp ráp tại công ty Toyota Việt Nam. Và chiếc xe được sản xuất năm 2014 đấy ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Sau đây thì tôi sẽ quay về cái phần nội thất đằng sau cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là chiếc táp bi cửa phía sau, bên lái, tất cả cũng còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Vì chủ xe đi rất là giữ gìn. Quý vị và các bạn cũng đã biết rồi đấy, nếu như ai mà đã chơi Vios bản G thì quý vị và các bạn cũng biết là thường là những người trung tuổi và những người rất là cẩn thận thì mới đi xe Vios bản G này. Chứ còn những thanh niên thì là đi Vios bản G này thì phần lớn là chạy dịch vụ, chạy Grab. Còn nếu như thanh niên mà lại không chạy dịch vụ, không chạy Grab thì lại thường là không đi xe Vios đâu. Tầm tiền này thì các thanh niên toàn đi những xe Kia hoặc Hyundai thôi, chứ không đi xe Vios đâu. Và đây là cái phần cốp sau, tôi sẽ quay giới thiệu cho quý vị các bạn xem về cái ốc cốp sau và keo chỉ ở cái phần cốp sau này. Riêng về cái phần đầu và phần đuôi thì xe nào tôi cũng quay và giới thiệu chi tiết hơn cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Để quý vị các bạn cùng thấy ạ, tại vì sao như vậy ạ? Vì tất cả những chiếc xe có bị đâm đụng hay không thì thường là hay bị đâm đầu hoặc đâm sau. Thì tôi quay chi tiết cho quý vị các bạn xem nó có bị đâm đụng hay không. Chiếc xe này là còn nguyên bản hết ạ. Đây là cái phần lớp sơ cua của chiếc xe ạ. Lớp sơ cua cũng còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Phần cốp xe đây ạ, chủ xe đi cũng rất là ít để đồ cho nên nó không có bị xước xát gì cả. Tất cả còn rất là mới ạ. Cái táp bi cửa phía sau bên phụ cũng còn rất là mới ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán chính xác với giá là 405 triệu đồng ạ. Vậy nếu như quý vị các bạn nào quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Và nếu như quý vị các bạn muốn làm trả góp, chúng tôi cũng sẵn sàng làm hồ sơ trả góp cho quý vị các bạn. Thì trong vòng 3 ngày thì quý vị các bạn đã được nhận xe rồi. Chiếc xe này vẫn được vay với 70% giá trị của xe tối đa trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Vậy chiếc xe này chúng tôi đang bán hơn 400 triệu đồng như vậy thì quý vị các bạn vẫn có thể vay được tới 250 đến 280. Đấy, vậy thì quý vị các bạn chỉ việc bỏ ra hơn 100 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe Toyota Vios 2014 này để đi rồi ạ. Đây là cái phần ốc bản lề của cánh cửa đây ạ. Tất cả cũng còn nguyên bản ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả, tất cả còn rất là mới. Phần táp bi của xe, táp lô của xe đây ạ, phần táp lô, táp bi tất cả còn rất là mới vì chủ xe đi ít lại giữ gìn cẩn thận cho nên là chiếc xe này còn rất là đẹp, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Vì từ năm 2014 đến nay là 6 năm rồi. Nếu như sử dụng nhiều thì là đã phải làm lại hết, từ những cái ghế da, vô lăng, cần số phải làm lại hết rồi. Nhưng chiếc xe này là còn nguyên bản hết đấy ạ. Tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Và cái phần quan trọng nhất chắc quý vị và các bạn cũng đang muốn xem đó là cái phần động cơ của chiếc xe. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Vios này là một cái động cơ xăng 1.5 lít. Và tôi sẽ quay giới thiệu trước cho quý vị các bạn về cái phần ốc cabo. Ốc cabo, keo chỉ của cái phần cabo này để cho quý vị các bạn xem là nó có bị đâm đụng hay không, tai nạn hay không, ngập nước hay không. Thì quý vị các bạn theo sát camera của chúng tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị các bạn xem về cái phần ốc cabo, nắp cabo này và ốc tai, ốc xương đầu xe và cái phần khoang máy để quý vị các bạn xem là chiếc xe này nó có còn nguyên bản hay không. Thì vâng, thưa với quý vị các bạn, tất cả các ốc còn nguyên bản, keo chỉ còn nguyên bản như thế này thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa bị đâm đụng, chưa bị làm lại, tất cả còn nguyên bản hết. Về cái phần động cơ thì quý vị các bạn xem này, Toyota cũng đã trang bị một động cơ xăng VVTI 1.5 lít và đặc biệt là tất cả các ốc còn nguyên bản hết ạ. Từ ốc chân máy này, ốc mặt máy này, tất cả không những nó còn nguyên bản và nó còn rất là mới á. Vì chủ xe đi ít lại giữ gìn cho nên là tất cả nó còn rất là mới và còn rất là đẹp. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết thứ nhất là không đâm đụng, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản ạ. và hồ sơ pháp lý cũng an ninh rất là tốt ạ. Tất cả chúng tôi mua xe đều mua trực tiếp của chủ xe ạ. Cho nên quý vị và các bạn đến với chúng tôi thì quý vị và các bạn có thể yên tâm hoàn toàn tuyệt đối về những chiếc xe mà quý vị và các bạn đã lựa chọn ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Điều này chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn để cho quý vị và các bạn mua xe để sử dụng yên tâm ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.